Bộ trưởng quốc phòng Israel cho biết nước này không có ý định ở lại lâu dài ở giải Gaza. Đồng thời, ông cho biết Israel sẵn sàng thảo luận về các lựa chọn thay thế về việc bên nào sẽ kiểm soát Gaza, miễn là đó không phải lực lượng thù địch với Israel. Israel sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào để tiêu diệt Hamas, nhưng chúng tôi không có ý định ở lại giải Gaza lâu dài. Chúng tôi chỉ quan tâm đến an ninh đất nước và an ninh của công dân chúng tôi dọc biên giới với Gaza. Bộ trưởng Yoav Gallant nói. Theo ông Gallant, Israel sẵn sàng đạt được thỏa thuận với nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban, với điều kiện thỏa thuận đó sẽ phải bao gồm thiết lập vùng an toàn dọc biên giới và những đảm bảo thích hợp. Chúng tôi có khả năng thực hiện hành động và phản ứng mang tính hủy diệt như những gì diễn ra ở Gaza. Tôi cho rằng Hezbollah đã tính đến điều đó, Bộ trưởng Israel cảnh báo. Israel cho biết họ sẵn sàng chiến đấu trong nhiều tháng hoặc lâu hơn để đánh bại Hamas ở Gaza. Cuộc tấn công trên bộ của nước này ngày càng gia tăng quy mô với nhiều cuộc không kích hơn qatar quốc gia đóng vai trò hòa giải quan trọng cho biết các nỗ lực ngăn chặn chiến tranh và thả tất cả các con tin sẽ tiếp tục song thiện trí thảo luận về lệnh ngừng bắn đang ngày càng xa dần